để việc phân loại rác tại nguồn đi vào cuộc sống, bên cạnh đồng bộ trong tất cả các khâu, từ đầu tư hạ tầng, thu gom, vận chuyển và xử lý tái chế rác thải sinh hoạt, thì vấn đề thay đổi nhận thức và nâng cao ý thức của người dân trong việc phân loại rác thải vẫn sẽ là một bài toán khó, bởi thực tế hiện nay, đa số người dân chưa có thói quen phân loại rác tại nguồn. Hàng ngày đi thu gom rác thải ở các tuyến đường, tuyến phố tại thành phố Hưng Yên, chị Nguyễn Thị Tuyến, công nhân tổ thu gom rác thuộc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên, chưa thấy có nhiều hộ dân tự phân loại rác thải trước khi thải ra môi trường, mà vẫn để lẫn lộn rác hữu cơ, vô cơ trong bọc như thế này. Chúng tôi đi làm thấy người dân vẫn chưa có ý thức phân loại rác. Theo quy định của Luật Bảo vệ Môi trường, từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, tổ thu gom rác, công nhân môi trường sẽ từ chối thu gom rác của những hộ không phân loại. Tuy nhiên, theo chị Tuyến, thì việc thực hiện quy định này sẽ khó khả thi trên thực tế. Mình mà không thu gom thì họ sẽ vứt bừa bãi ra. Tổ dân phố Kim Đằng, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên thực hiện thí điểm mô hình tuyến đường không rác. Theo đó, mỗi hộ gia đình được cấp phát một thùng rác 2 ngăn để tự phân loại rác hữu cơ và vô cơ. Tuy nhiên, qua tìm hiểu thực tế thì hầu hết các hộ có thùng đều chưa phân loại đúng hoặc không dùng thùng rác này. Và đây là lý do khiến các hộ không mặn mà phân loại rác. Thì cái người đi thu là người ta vẫn đổ chung vào một cái thùng rác. Nên là cũng có gia đình người ta thắc mắc như thế đấy. Nghe bảo chúng tôi thì phân loại theo như là bà hướng dẫn. Thế nhưng mà khi mà đổ rác lên xe thì tôi thấy người ta cũng đổ chung tất cả. Đấy, cho nên là như thế thì có nên phân loại nữa hay không? Ngày 2 tháng 7 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ban hành quyết định số 1545, quy định về giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt. Trong đó quy định các hộ gia đình, cá nhân thực hiện phân loại và xử lý rác hữu cơ tại nhà khi có xác nhận của địa phương sẽ được giảm 50% phí dịch vụ thu gom, vận chuyển rác. Tuy nhiên, đã tròn 3 năm kể từ khi quyết định ban hành, các ngành chức năng liên quan vẫn chưa có hướng dẫn và hỗ trợ cụ thể. Đề nghị các cấp sớm thực hiện việc thực hiện cơ chế đối với những hộ thực hiện việc phân loại xử lý rác thải tại hộ gia đình để việc ý thức phân loại rác thải của người dân được thực hiện một cách có hiệu quả. Theo hướng dẫn trong điều 75 Nghị định số 45 năm 2020 của Chính phủ về phân loại rác tại nguồn, ba nhóm chất thải chính sẽ được phân loại gồm chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế, chất thải thực phẩm, chất thải rắn sinh hoạt khác.